Xin chào, như đã hứa hôm nay Hen sẽ review với mọi người về sản phẩm Nutrilite Advanced Triple Omega 3. Một sản phẩm giúp bổ sung Omega 3 hoàn toàn mới đến từ nhà Nutrilite. Với Hen là một người rất là thích vận động. Nhưng mà không phải là chỉ là vận động về thể chất đâu, mà Hen còn vận động cả trí óc rồi não bộ. Thế nên omega 3 là một trong những dưỡng chất quan trọng mà Hen cần bổ sung mỗi ngày. Và một điều đặc biệt nữa là omega 3 có rất là nhiều dưỡng chất tốt cho mình. Đầu tiên là tốt cho hệ tim mạch. Thứ hai đó là tốt cho não bộ. Một cái người mà hoạt động rất là nhiều như Hen, rất là nhiều kiến thức, phải gọi là thay đổi liên tục. Hen cần một cái trí óc minh mẫn để Hen có thể nhớ tốt. Đây, điều này rất là cần thiết đối với cá nhân của Hen. Tiếp theo là tốt cho khớp. Hen là một người rất là thích vận động, chạy bộ và làm rất là nhiều, làm liên tục đôi khi. Những bước chân của Hen ở trên sàn diễn catwalk rất là cần một hệ xương khớp chắc khỏe để mà có thể di chuyển linh hoạt, bền sức hơn. Nhờ đó Hen làm tốt vai trò của mình. Tiếp theo nữa đó là tốt cho da. Như mọi người có thể nhìn thấy là Hen có một làn da nâu. Nhưng mà mọi người hay nói là trộm vía, da nâu của Hen nhìn khỏe khoắn. Hen nghĩ là Hen phải chăm sóc thì Hen mới có được điều đó. Và cuối cùng nữa là đó là tốt cho mắt. Nếu như Hen bổ sung đầy đủ và thường xuyên omega 3 thì Hen thấy mắt Hen rất là khỏe, thoải mái và vô cùng tự tin luôn. Đây là sản phẩm Hen đang uống. Sản phẩm này thì rất là hiểu cái mong muốn của người tiêu dùng, hỗ trợ hấp thụ EPA và DHA tốt gấp 3 lần. Chất béo thì vốn khó hòa tan trong nước nên là rất là khó để mà cơ thể của chúng ta có thể hấp thụ hoàn toàn. Nhưng mà với sản phẩm mà có khả năng hỗ trợ hấp thụ cao chất béo EPA và DHA cao gấp 3 lần, nên là Hen yên tâm rằng cơ thể của mình có thể hấp thụ hoàn toàn omega 3 vào trong cơ thể của mình. Có một cái điều mà mọi người Hen nghĩ là sẽ rất là nhiều người thích. Hen đã từng cắn dầu cá trong miệng của mình và cái mùi tanh đó thật là kinh khủng cả nhà. Nhưng mà đôi khi có những sản phẩm dầu cá mọi người uống và ở hơi có mùi dầu cá. Nhưng mà đối với lại sản phẩm của Nutrilite Advanced Triple Omega 3 này thì do là cái cách mà sản phẩm, đây là một cái sản phẩm chất lượng cao, được chiết xuất rất là tinh khiết và có quy trình chiết xuất rất là xịn. Nên là mình sẽ không có bị cảm giác và gây ra tình trạng ở hơi. Nên là rất là yên tâm với một cái người mà sợ ở hơi hoặc là sợ nghe mùi dầu cá khi mà mình uống dầu cá nha. Đây là một cái sản phẩm mà giúp cho mọi người khắc phục được chuyện đó mà vẫn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người. Một sản phẩm omega 3 thiết yếu thì sẽ gồm có EPA và DHA, ALA. Và trong một cái viên nang như vậy có DHA và EPA chiếm tới 70%. Với 70% như vậy thì chúng ta chỉ cần 1 đến 2 viên mỗi ngày là có thể đủ để cung cấp dinh dưỡng của chúng ta. Đủ EPA và DHA được đúng không ạ? Chỉ cần một viên nang như vậy mà có thể hỗ trợ cho 5 lợi ích về sức khỏe của chúng ta, gồm có não, tim, mắt, da, khớp. Wow! Ngại gì mà không thử đúng không ạ? Một cái sản phẩm mà Hen nghĩ rất là tuyệt vời như omega 3, chỉ cần 1 đến 2 viên mỗi ngày thôi mà chúng ta có 5 lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, quá tuyệt vời. Chắc chắn là Hen sẽ luôn ủng hộ omega 3 của Nutrilite để có sức khỏe chủ động toàn diện. Và mọi người có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm ở cái comment trên link ở dưới này nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.